Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán: Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay trong súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa, mà trái lại không bảo nó rằng: Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó người mới ăn uống. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hàng tháng anh em linh mục chúng tôi trong các hạt thường quy tụ lại để tĩnh tâm với nhau, để lắng nghe lời Chúa, để xưng tội, để chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ. Và đặc biệt hôm nay hai hạt Hóc Môn và Tân Sinh Nhì chúng tôi cùng họp nhau lại để tĩnh tâm hàng tháng và được hướng về mùa vọng sắp tới. Và trong dục tĩnh tâm liên hạt này, Đức Tổng Giám Mục và tôi được đến chia sẻ với các linh mục trong hai hạt Tân Sinh Nhì và Hóc Môn, và đồng thời cùng chia sẻ cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay, đặc biệt với sự hiện diện của quý ông bà anh chị em. Và một như sự trùng hợp, lời Chúa trong cái ngày tĩnh tâm linh mục hôm nay nói về chúng ta, về bổn phận của người linh mục, người lãnh đạo cộng đoàn. Trước hết trong bài đọc 1, Thánh Phaolô nhắc cho Tito về bổn phận giảng dạy của người lãnh đạo cộng đoàn. Quý ông bà anh chị em đã biết Thánh Phaolô vị tông đồ đi rao giảng tin mừng và thành lập cộng đoàn. Và sau khi thành lập xong, Ngài đã giao cho cộng sự viên của Ngài là Tito để đó cai quản cộng đoàn, và Thánh Phaolô tiếp tục đi nơi khác rao giảng và thành lập cộng đoàn mới. Và trong bài đọc chúng ta vừa nghe trích sách Tito, Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Tito, thì Thánh Phaolô đã khuyên Tito như sau. Đó là khuyên cái nhiệm vụ về giảng dạy, hướng dẫn cho đoàn chiên, cho mọi người mà Tito có nhiệm vụ chăm sóc, phải rao giảng, hướng dẫn từ người già đến trẻ, nam cũng như nữ, về cách sống của người Kitô hữu. Thánh Phaolô viết cho Tito rằng: Anh hãy khuyên các cụ ông phải tiết độ đàng hoàng, chừng mực. Các cụ bà cũng vậy, phải ăn ở sao cho xứng là người thánh, không nói xấu nhưng biết dạy bảo điều lành. Như vậy họ sẽ dạy cho những người vợ trẻ biết yêu chồng, thương con, biết sống chừng mực, trong sạch, chăm lo việc nhà. Và đồng thời anh hãy khuyên các thanh niên phải giữ chừng mực, tiết độ trong mọi sự. Đó là nhiệm vụ của người lãnh đạo cộng đoàn, của linh mục. Tháng vừa qua tôi có nhận được một lá thư của một nhóm giáo dân than phiền về cha sở của mình. Trong đó có một đoạn viết như sau: Từ khi về giáo xứ chúng con mấy năm nay, cha sở không quan tâm nhắc nhở giáo dân cách ăn mặc đúng mực và thái độ khi tham dự thánh lễ.
càng ngày càng nhiều, có nhiều hình ảnh không đẹp trong khi đi tham dự thánh lễ. Kính thưa cộng đoàn, hướng dẫn, chỉ bảo, dạy dỗ, nhắc nhở, sửa dạy đoàn chiên là điều Chúa muốn và cũng là điều mong mỏi của đoàn chiên nơi người mục tử. Cụ thể, người mục tử, người linh mục không những hướng dẫn đời sống thiêng liêng đạo đức cho giáo dân như dạy cầu nguyện, tập luyện các nhân đức, mà linh mục còn có bổn phận phải hướng dẫn đời sống luân lý, nhân bản, cách sống cho đoàn chiên mà Chúa trao phó cho mình. Trong lĩnh vực giáo dục, tôi rất thích một từ bình dân của tiếng Việt, từ dạy dỗ, cha mẹ dạy dỗ con cái. Người ta thường nói cha mẹ giáo dục con cái thì cái từ giáo dục xem ra nó có tính cách tri thức. Nhưng tôi rất thích cái từ bình dân, cha mẹ dạy dỗ con cái. Và kính thưa cộng đoàn, trong cái từ dạy dỗ này có hai động từ: động từ dạy và động từ dỗ. Cha mẹ không những dạy, hướng dẫn con những điều hay, điều tốt, mà còn dỗ dành, an ủi, khích lệ con để chúng có thể sống và thực hành những điều đã được dạy bảo. Dạy, có lẽ quý ông bà các anh chị trong đời sống gia đình cảm thấy dạy thì dễ lắm, nhưng mà dỗ là khó. Bởi vì dỗ dành, an ủi, khích lệ đòi rất nhiều kiên nhẫn và tình yêu. Cha mẹ không chỉ dạy con mà còn dỗ dành, kiên nhẫn với con. Và chính cái từ dạy dỗ, an ủi, dỗ dành này làm hướng chúng ta hướng đến Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần có một tước hiệu là đấng an ủi dỗ dành, Consolator. Và Chúa Thánh Thần, chúng ta nghe Chúa Giêsu nói gì về Chúa Thánh Thần? Ngài nói rằng đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Chính Chúa Thánh Thần như người mẹ an ủi, dỗ dành, kiên nhẫn, nhắc nhở, làm cho chúng ta nhớ lại những điều Chúa Giêsu dạy chúng ta. Và giờ đây trong thánh lễ này, cùng với tất cả anh em linh mục chúng tôi, xin cộng đoàn cầu nguyện cho chúng tôi, cầu xin Chúa Thánh Thần và cầu nguyện cho mọi người chúng ta nữa, đặc biệt quý ông bà, các anh chị trong bổn phận làm cha, làm mẹ, làm thầy, cô giáo, biết kiên nhẫn, dịu dàng, yêu thương trong nhiệm vụ dạy dỗ dân Chúa, trong nhiệm vụ hướng dẫn các học trò của mình, thay vì chỉ có nóng nảy la mắng. Tiếp đến, Thánh Phaolô nhắc cho Tito một điều quan trọng là nhiệm vụ làm gương sáng. Trước khi dạy dân, dạy con, người lãnh đạo, người cha, người mẹ, người thầy, cô giáo phải sống trước, phải làm gương. Thánh Phaolô nói với Tito như sau: chính anh hãy làm gương về mặt đức hạnh. Khi anh giảng dạy thì đạo lý phải tích tuyền, thái độ phải đàng hoàng, lời lẽ phải lành mạnh. Còn trong bài phúc âm, Chúa Giêsu dạy một điều căn bản khi chu toàn bổn phận người mục tử, người phục vụ, đó là thái độ khiêm tốn. Ý thức mình chỉ là người tôi tớ phục vụ, không đòi hỏi ông chủ phải biết ơn. Nhìn lại, tôi thấy chính bản thân mình sau khi làm việc bổn phận của linh mục hay giám mục, tự nhiên mình có cái tâm trạng nào đó đòi người khác phải biết đến, phải biết ơn. Không dám nói Chúa phải biết ơn mình, nhưng rất dễ dàng đòi hỏi người khác phải nhận điều mình làm, phải biết ơn mình. Và từ đó, khi thấy mình không được để ý đến, không được cảm ơn, thì thấy buồn bã, khó chịu. Có lẽ quý ông bà, các anh chị cũng như tôi đã có từng lúc cảm nghiệm được điều này. Khi mình làm một cái điều gì trong cộng đoàn, ở trong tư cách là một ông trùm, một ca đoàn,
mình không được người khác biến đến, không được che chở, kích lệ, mình cảm thấy buồn bã. Và từ đó đôi lúc mỗi người chúng ta lại cảm thấy khó chịu và như muốn đòi hỏi. Trong thánh lễ hôm nay, xin cùng với tất cả mọi người, với các linh mục, với cộng đoàn giáo dân đang hiện diện trong thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho nhau được ý thức về địa vị của chúng ta trước mặt Chúa. Chúa gọi chúng ta mỗi người trong một ân gọi bậc sống khác nhau: người làm linh mục, người là tu sĩ, người là giáo dân. Và mỗi người trong ơn gọi đó, Chúa giao cho chúng ta một bổn phận phải chu toàn. Và xin Chúa giúp mỗi người chúng ta có được một tâm tình khiêm tốn như Chúa dạy, cố gắng chu toàn bổn phận của mình, nhưng sau đó không đòi hỏi người khác phải biết ơn mình, như điều Chúa Giêsu dạy trong bài Phúc Âm. Đối với anh em cũng vậy, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những người đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Amen.